Được thành lập từ năm 2008, với sứ mệnh phát triển sản phẩm cao cấp, mang cơ hội tiếp cận và sở hữu những siêu phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, Cường.vn đang chiếm lĩnh thị trường với hàng trăm sản phẩm Nokia 8800, Vertu và đồng hồ hiệu được yêu chuộng nhất. Chúng tôi là những con người của nhiệt huyết, đầy tinh thần cầu tiến, yêu sự tìm tòi sáng tạo. Với niềm đam mê và sự năng động trong mọi tình huống, chúng tôi luôn sát cánh cùng đồng đội bằng trách nhiệm cao nhất và hơn hết luôn lắng nghe, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm xứng tầm đẳng cấp. Giữ cho mình ba giá trị cốt lõi: sản phẩm tốt, dịch vụ tốt và chất lượng tốt trong mỗi con người Cường.vn đã tạo nên sức mạnh và sự phát triển như ngày hôm nay. Trong suốt quá trình theo đuổi sứ mệnh của mình, Cường.vn đã đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trong suốt 10 năm qua. 10 năm, một hành trình vươn lên khẳng định đầy mạnh mẽ của một địa chỉ mua sắm hàng hiệu số 1 tại Việt Nam. Và đó cũng là thời gian cho những quả ngọt kết trái mang thương hiệu Cường.vn. Năm 2012, Cường.vn tiên phong trong lĩnh vực điện thoại cổ đẳng cấp với sản phẩm tạo nên cơn sốt khắp Việt Nam lúc bấy giờ là Nokia 8800 vàng hồng. 5 năm sau đó, Cường.vn khắc nên thương hiệu với những món hàng cực phẩm như Vertu Signature S, đồng hồ Rolex, Frank Muller cùng những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng khác. Và sẽ thật là thiếu sót nếu bỏ qua bộ sưu tập khúc sử thi đại Việt với hai phiên bản Nokia 8800 Song Long Trọng Nguyệt và Nokia 8800 Mặt Trời Đông Sơn được đông đảo khách hàng trên cả nước đón nhận. Minh chứng rằng chỉ trong ngày đầu tiên ra mắt, 10 phiên bản duy nhất của hai sản phẩm này đã bán ra hết. Không những thế, đầu năm 2018, một sự kết tinh đầy ngoạn mục giữa Cường.vn và các nhân hàng đầu UK đã cho ra đời tuyệt tác mang tên Vertu Signature S Rose Gold. Để có được những thành quả sau 10 năm, Cường.vn cũng mạnh từng ngày nhờ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hơn 30 nhân viên đến từ các phòng ban. Đó là sự tận tâm của bộ phận bán hàng, sự chuyên nghiệp của bộ phận marketing, sự cẩn trọng của phòng chăm sóc khách hàng, sự tỉ mỉ của đội ngũ kỹ thuật kế toán. Hơn cả, đó là tầm nhìn chiến lược của người sáng lập ra Cường.vn, anh Tuấn Anh. Muốn phát triển thì phải khác biệt, chính sự khác biệt tạo lên đẳng cấp. Đó là triết lý kinh doanh của Cường.vn hướng đến các sản phẩm cao cấp, thay đổi cách nhìn của người dùng Việt Nam về mặt hàng xa xỉ. Chiếc máy này không chỉ tôn vinh giá trị cá nhân khách hàng rất cao mà nó còn chứa đựng những ký ức về một thời huy hoàng của Nokia mà ai cũng ao ước sở hữu. Chỉ cần trên tay bạn là Nokia 8800 hay Vertu, người khác sẽ ngầm hiểu bạn là ai, có địa vị như nào trong xã hội này. Bởi nó không đơn giản chỉ có tiền là mua được, mà chỉ người có tầm mới hiểu hết được giá trị. Không chỉ tập trung vào con người, các hoạt động hướng đến toàn thể xã hội vẫn luôn được Cường.vn chú trọng, như hoạt động chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung với tổng giá trị lên tới 100 triệu đồng vào cuối năm 2016. 10 năm, một hành trình Cường.vn đã đi qua, những giá trị tầm nhìn, cách thức qua từng thời kỳ sẽ xây dựng một Cường.vn vững chắc hơn, lớn mạnh hơn từng ngày để viết tiếp sứ mệnh phát triển sản phẩm cao cấp.